Một máy bay chiến đấu F-16 mà phương Tây cung cấp cho Kiev đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn ở Ukraine, quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với Reuters. Theo quan chức này, vụ tai nạn xảy ra hôm 26 tháng 8 và dường như không phải do hỏa lực của Nga. Nguyên nhân chính xác vụ tai nạn chưa được xác định. Không quân Ukraine không bình luận về vụ tai nạn hoặc tình trạng của phi công. Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Ukraine hôm 26 tháng 8, chỉ huy không quân Ukraine cho biết. Tổng cộng, quân đội Nga đã phóng 236 vũ khí trên không. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 máy bay không người lái tấn công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất mà Ukraine phải hứng chịu trong nhiều tháng. Ông xác nhận các máy bay F-16 mà Mỹ cung cấp đã được Kiev sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Ukraine đã nhận 10 máy bay chiến đấu F-16 trong tổng số 79 chiếc mà phương Tây cam kết cung cấp cho Kiev. Dự kiến vào cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận thêm 10 chiếc nữa, nâng tổng số máy bay F-16 mà nước này sở hữu lên đến 20 chiếc. Ngày 29 tháng 8, tờ Wall Street Journal đưa tin chiếc F-16 của Ukraine không bị hỏa lực của Nga bắn hạ, nhưng nó đã bị rơi trong lúc các lực lượng Moscow triển khai tấn công quy mô lớn vào ngày 26 tháng 8. Trong đợt tấn công, Nga đã phóng 200 tên lửa và máy bay không người lái UAV. Ukraine nhận định đây là cuộc không kích lớn nhất mà Nga thực hiện kể từ khi xung đột hai nước bùng nổ. Vụ tai nạn có thể là do lỗi của phi công. Không quân Ukraine sẽ không xác nhận vụ tai nạn hoặc tình trạng của phi công, Wall Street Journal cho hay. Ngay sau báo cáo của Wall Street Journal, Bộ Chỉ huy Không quân phía Tây thuộc Không quân Ukraine cho biết, phi công Oleksiy Mes đã thiệt mạng vào ngày 26 tháng 8. Oleksiy đã phá hủy 3 tên lửa hành trình và một UAV trong quá trình đẩy lùi cuộc tấn công kết hợp quy mô lớn bằng tên lửa và không quân của Nga. Oleksiy đã cứu người dân Ukraine khỏi tên lửa của Nga, nhưng thật không may, anh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Bộ Tư lệnh Không quân phía Tây cho hay, lễ tang của Trung tá Mes được tổ chức vào ngày 29 tháng 8. Hôm 29 tháng 8, Phó Đô đốc Frank Whitworth, Giám đốc Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Mỹ thừa nhận, Ukraine có quyền truy cập vào hàng loạt hình ảnh vệ tinh thương mại để lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Tuyên bố của ông Whitworth được đưa ra sau khi tờ New York Times hồi tuần trước cho hay, Mỹ và Anh đã cung cấp cho Ukraine hình ảnh vệ tinh và các thông tin khác về vùng Kursk. Sau đó, Kiev đã điều động hàng nghìn binh sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng đột kích vào vùng biên Nga hôm 6 tháng 8. Theo New York Times, thông tin tình báo không chỉ giúp Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, mà còn cho phép các chỉ huy Ukraine theo dõi tốt hơn lực lượng tiếp viện của Nga nhằm ngăn bị tấn công hoặc cắt đứt tuyến đường rút về Ukraine. Ông Whitworth cho rằng, các thông tin của New York Times đã đề cập đến hình ảnh vệ tinh thương mại mà Mỹ cho phép Ukraine truy cập suốt nhiều năm thông qua GEGD, một cổng thông tin do công ty vũ trụ NASA vận hành. Lâu nay, Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga. Theo giới chức Nga, mức độ can dự hiện thời của Mỹ và các thành viên NATO khiến họ trở thành các bên tham gia xung đột. Anh được cho là ủng hộ Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, nhưng lại không công khai thông tin vì lo ngại sẽ gây căng thẳng với Mỹ. Theo tờ Telegraph và Financial Times, giới chức London đã kín đáo yêu cầu Mỹ chấp thuận để Ukraine sử dụng Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga trong mùa hè này. Nhưng Ukraine hiện vẫn chưa được bật đèn xanh để phóng tên lửa hành trình do Anh và Pháp sản xuất vào lãnh thổ Nga. Hai tờ báo cho hay, Mỹ có tiếng nói chung trong quyết định trên, do đòn tấn công từ Storm Shadow có phụ thuộc vào một số năng lực của Mỹ. Cụ thể, Financial Times dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, tên lửa Storm Shadow cần thông tin tình báo và trinh sát của Mỹ để tránh hệ thống gây nhiễu GPS của Nga. Còn Telegraph cho rằng, tên lửa Storm Shadow hoạt động song song với các hệ thống bí mật của Mỹ chưa được nêu tên. Hiện Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Anh và Ukraine chưa lên tiếng bình luận khi được Business Insider đặt câu hỏi. Lâu nay, giới chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về khả năng leo thang căng thẳng với Nga khi Washington cung cấp các loại vũ khí tầm xa và có sức tàn phá lớn cho Kiev. Tên lửa Storm Shadow được phóng từ trên không, có tầm bắn khoảng 250 km, được ca ngợi là một trong những vũ khí hiệu quả nhất mà Ukraine có được để đối phó với quân đội Nga. Năm 2023,
Anh đã cho phép các lực lượng Kiev dùng Storm Shadow tấn công tàu Nga và các cơ sở hải quân ở Crimea, bán đảo thuộc Ukraine nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi năm 2014. Sau đó, Washington đã gửi cho Kiev hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS có tầm bắn khoảng 165-300 km. Nhưng cho đến nay, Mỹ vẫn đặt ra các hạn chế đối với Ukraine khi sử dụng những loại vũ khí tiên tiến mà họ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Trái lại, Pháp, nước cũng gửi tên lửa Storm Shadow cho Ukraine, đã lên tiếng ủng hộ việc cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hiện tại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang hối thúc Mỹ và Anh dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí, xem đây là trở ngại nghiêm trọng giữa lúc Nga liên tục tấn công. Ngày 27 tháng 8, Ukraine đã đưa ra kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, đề xuất này ngày 28 tháng 8 đã bị Nga bác bỏ. Diễn biến trên cho thấy cơ hội đối thoại giữa Moscow và Kiev tiếp tục bị bỏ lỡ và giờ vẫn chưa phải là thời điểm chín muồi cho việc kết thúc xung đột tại Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không chấp thuận kế hoạch hòa bình của Ukraine và vẫn sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nghe những tuyên bố như vậy từ Ukraine. Chúng tôi tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt của mình và sẽ đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ trình bày với các lãnh đạo hàng đầu của Mỹ về kế hoạch chấm dứt chiến tranh với Nga. Trong cuộc họp báo tại Kiev, ông Zelensky cho biết sẽ chia sẻ kế hoạch này với Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Kế hoạch bao gồm các bước tiến triển trên mặt trận ngoại giao và kinh tế, bên cạnh chiến dịch quân sự hiện tại ở tỉnh Kursk của Nga. Theo Tổng thống Ukraine, cuộc xung đột cuối cùng sẽ kết thúc thông qua đối thoại. Tuy nhiên, Ukraine cần đạt vị thế mạnh để thúc đẩy tầm nhìn về hòa bình. Hoạt động ở khu vực Kursk là một phần của kế hoạch mà tôi sẽ trao đổi với Tổng thống Joe Biden. Mục đích chính của kế hoạch này là buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh, và chúng tôi thực sự muốn nó kết thúc theo các điều khoản công bằng cho Ukraine. Nếu kế hoạch được chấp nhận và thực hiện, điều này cũng rất quan trọng. Nếu hai yếu tố này cùng nhau hoạt động, thì chúng tôi tin rằng mục tiêu chính của chúng tôi sẽ đạt được. Diễn biến trên cho thấy cơ hội đối thoại giữa Nga và Ukraine tiếp tục bị bỏ lỡ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, đã có không ít nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế và cả từ Nga và Ukraine nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực này, xung đột vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đến nay đã bước sang năm thứ ba, gây ra những thiệt hại nặng nề không chỉ cho các bên tham gia trực tiếp mà còn tác động tiêu cực đến môi trường an ninh, chính trị, kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên, qua những phát biểu, tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine kể từ khi cuộc xung đột quân sự xảy ra vào tháng 2 năm 2022, có thể thấy lý do chính là do chưa có sự nhượng bộ từ cả Nga và Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói về mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng phải tính đến các điều kiện của Nga. Trong khi đó, trong các phát biểu của mình về vấn đề này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nêu rõ, chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao chỉ diễn ra khi Nga chấp nhận công thức hòa bình của nước này. Một trong những yêu cầu mà phía Ukraine đưa ra chính là công thức hòa bình mà ông Zelensky đề cập vào cuối năm 2022 nhằm chấm dứt xung đột với Nga, trong đó có yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần khẳng định các điều kiện này của Ukraine là phi thực tế. Với tuyên bố mới nhất của cả Nga và Ukraine, cộng thêm việc giao tranh giữa hai bên vẫn liên tục diễn ra, nhất là sau khi Ukraine mở cuộc tấn công nhằm vào khu vực Kursk của Nga, giờ vẫn chưa phải là thời điểm chín muồi cho việc kết thúc xung đột tại Ukraine. Điều đó đồng nghĩa với việc xung đột vẫn sẽ còn tiếp diễn, bất chấp nỗ lực ngoại giao không ngừng của cộng đồng quốc tế. Nga đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng không Panzer S-1 trên cầu Crimea để tăng cường khả năng phòng thủ tại khu vực này. Kênh Telegram Kremlin Win đưa tin, do lo ngại các cuộc tấn công có thể xảy ra ở cầu Crimea, quân đội Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không Panzer S-1 tại địa điểm này. Các bức ảnh ghi nhận thực tế cho thấy hệ thống Panzer S-1 đã được triển khai trong khoảng một tháng trở lại đây. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào cầu Crimea bằng máy bay không người lái, xuồng tự sát và tên lửa hành trình nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển hàng hóa và thiết bị quân sự của Nga trong khu vực.
Nga đã tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách triển khai hàng loạt các hệ thống phòng không tối tân như S-300 và Panzer S-1 tại địa điểm này. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm 28, rạng sáng 29 tháng 8, hạm đội Biển Đen và lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào thành phố Sevastopol ở Crimea. Theo báo cáo, cầu Crimea đã tạm dừng lưu thông trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Ít nhất 4 chiếc máy bay không người lái cùng 3 xuồng tự sát đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.